Kính chào quý vị, kính mời quý đồng hương người Việt theo dõi chương trình truyền hình VATV hôm nay do Cơ quan Phát triển Cộng đồng Việt Mỹ, Việt E bảo trợ. Chương trình VATV là tiếng nói và là nhịp cầu thông tin của đồng hương người Việt và cư dân tại thành phố Boston và vùng phụ cận. Chương trình này được trực tiếp phát hình hàng tuần vào ngày thứ Tư từ 7 giờ tối trên hệ thống truyền hình BNN của thành phố Boston qua các công ty cái bộ Comcast đài số 9 và ACN đài số 15, đồng thời trên trang mạng www.bnntv.org. Chương trình này cũng được chiếu lại vào các ngày Chủ nhật lúc 5 giờ chiều, thứ Hai lúc 1 giờ trưa và thứ Ba lúc 11 giờ sáng và được lưu trên trang mạng www.vietae.org. Kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình hôm nay, có một phần thông báo chúng tôi muốn chuyển đến quý vị. Đó là vào ngày thứ Sáu 13 và thứ Bảy 14 tháng 3 năm 2015 tới đây, tại Trung tâm Việt E sẽ có buổi thâu hình thực hiện chương trình The First Day Story Project của đài WJBX do cô Vũ Ngọc Trân phụ trách. Quý vị muốn xuất hiện trên chương trình này, xin mời liên lạc với cô Vũ Ngọc Trân, điện thoại 617-300-5963 hay email về trânvũ@wjbx.org. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang mạng viete.org cũng như trên trang mạng Người Việt Boston. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trong chương trình VATV được nói chuyện với và giới thiệu đến đồng hương người Việt chúng ta, trường trung học Excel ở South Boston. Trong phần thu hình của chúng tôi hôm nay có thầy Đỗ Quốc Bằng là giáo viên toán của trường và cháu Nguyễn Thu Thảo là thủ khoa năm 2008 cùng hiện diện trong chương trình hôm nay. Chào thầy Bằng và cháu Thảo. Thưa chào anh Nghĩa và cũng xin chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Nam VATV. Dạ, chào chú Nghĩa và xin chào các khán giả của đài truyền hình Việt Nam VATV. Thưa anh Bằng, hôm nay thì anh chắc là lần đầu tiên xuất hiện trên chương trình này. Anh có thể cho biết qua về anh hay không? Dạ, cảm ơn anh Nghĩa cũng như đài truyền hình VATV đã cho chúng tôi trường Excel một cơ hội đến đây để gặp và nói chuyện về trường Excel của chúng tôi với quý đồng hương. Thì rất là hân hạnh, cảm ơn anh nhiều lắm. Thì trường Excel của chúng tôi đó tọa lạc tại South Boston. Trước đây trường Excel đó thì nó có một cái tên khác mà ai cũng biết đến, nhưng mà cái tên này sau những thăng trầm của chính trị đã trở thành trường Excel. Please run the clip, please. Như vậy thì anh đã tới dạy ở trường này lâu chưa? Dạ, thưa anh, tôi ở trong trường Excel này, trước đây là trường South Boston đó, ở được 10 năm nay là 18 năm. 18 năm? Dạ. Còn cháu Thảo thì học ở trường đó lúc nào? Dạ, con học ở trường đó từ năm 2004 đến 2008. 2008, rồi 2008 thì tốt nghiệp là thủ khoa của lớp năm đó. Dạ. Rồi bây giờ thì làm gì? 2008 tới 2015 thì xa quá rồi. Dạ, sau khi tốt nghiệp trường Excel thì con được học bổng toàn phần vào trường Đại học Northeastern. Trong đó thì con học 5 năm là học về cử nhân khoa học và điều dưỡng. Và hiện tại là con đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện VA của Boston. Rồi, cảm ơn cháu. Chắc chắn là sẽ trở lại với cháu. Bây giờ trở lại với thầy Bằng là trường South Boston, ở trường Excel này đó, ở South Boston đó, có gì đặc biệt, những ưu điểm đó là gì? Dạ, thứ nhất đó là cũng xin nhắc sơ về cái
cái tên trường đặc biệt lắm, tại vì trước đây tên nó trường Excel, ở trường South Boston, sau những thăng trầm của chính trị thì người ta đã đổi tên thành trường Excel, thì cũng khoảng mười mấy năm nay thôi. Thì trường Excel này nó có nhiều ưu điểm riêng với người Việt của chúng ta lắm. Thứ nhất, nó gần Dorchester, gần nhất để cho các em học sinh Việt Nam có thể đến đó mà học được dễ dàng, di chuyển còn hơn là đi những trường khác nó xa hơn. Và trường Excel này có một cái chương trình để hỗ trợ người học sinh Việt Nam của chúng ta. Chương trình hỗ trợ đó nó gồm, thứ nhất là gồm những giáo viên đầy kinh nghiệm dạy ESL, đó là cái chính dùng để dạy cho các em học sinh Việt Nam chúng ta giỏi trong Anh ngữ để mà kịp với các người học sinh bản xứ. Và trong đó có những ESL cấp 1, 2, 3, 4, ví dụ như vậy. Và đồng thời có những lớp, dĩ nhiên khi mà có những lớp học cho để hỗ trợ các em về vấn đề sinh ngữ thì dĩ nhiên có những một cái con đường khác để cho các em học giỏi, để có thể vươn lên để giỏi hơn, để giỏi như người bản xứ vậy, và cái cơ hội thành công ở trong các trường đại học. Đó là một cái đường đi riêng nữa, và hai con đường đó luôn luôn gặp nhau ở trên đỉnh cao lớp 12. Khi các em tốt nghiệp, các em sẽ học những cái cua mà ở trong trường đại học cùng dạy giống như ở trong đại học vậy. Và khi vào đại học thì người ta sẽ nhận các cua đó. Như vậy là theo thầy Bằng nói rằng là cái nét đặc biệt, ưu điểm của trường Excel là giúp đỡ đặc biệt, nghĩa là cho những học sinh mà Việt Nam gọi là còn mới kém, thường thường đó. Nếu như mà sanh ở đây rồi hay học từ mẫu giáo lên thì theo cái chương trình chính dòng của học sinh gọi là các trường trung học thì rất là dễ dàng. Nhưng mà những em mà mới gọi là di dân tới, những người mới tới thì chắc là Anh ngữ và ngay cả văn hóa cũng còn gọi là chưa quen thuộc nhiều, thì chắc sẽ được giúp đỡ đặc biệt. Và đó là cái nét đặc biệt mà của trường trung học Excel mà do thầy Bằng là một trong những cái nhân viên giảng huấn ở đó. Dạ, thì cũng giống như là cái điều mà chúng tôi quan tâm đến nhất là sinh ngữ. Thì khi em giỏi sinh ngữ thì cái gì em cũng giỏi cả. Thì có một cái chương trình đặc biệt cho các thầy giáo, cô giáo ESL dạy. Và người ta theo dõi rất là chặt chẽ. Cách viết văn của các em đó là điều quan trọng nhất. Viết, đọc và nói. Thì cái viết là cái quan trọng hơn mà đọc. Do đó, trong cái sự viết văn của các em, người ta theo dõi chặt chẽ hàng tháng một. Cách viết như thế nào, viết cấu trúc ra sao, người ta theo dõi rất là kỹ. Và chính vì nhờ cái chuyện theo dõi kỹ như vậy đó, các em khi mà vươn lên những lớp chính học chung với người bản xứ như em cháu Thảo ở đây, khi lớp 12 em học cái lớp English cao cấp dành cho đại học đó, thì em đã học chung với người bản xứ và em đã học vượt trội hơn những người bản xứ. Trong khi 4 năm trước vào thì em không biết gì cả. Thì chắc chắn như vậy rồi, cái sự giúp đỡ đó. Nhưng mà bây giờ trở lại từ đầu là trường, đây là trường trung học thì bắt đầu là lớp 9. Thì làm sao một học sinh Việt Nam mà mình vào đó, mình ghi danh vào đó cũng giống như là các học sinh khác, các sắc dân khác. Thì mình khi mình ghi danh vào đó thì nếu như mà mình yếu kém thì tự ban giảng huấn hay là tự thầy cô tới giúp đỡ, hay là các em đó phải gõ cửa xin giúp đỡ? Đó là một sự đặc biệt của trường Excel. Như anh nói hồi nãy, trường Excel có ưu điểm gì? Trường Excel là trung tâm, nó gọi là SEI, trung tâm dạy riêng cho người Việt Nam duy nhất trong thành phố Boston. Cái đó chỉ là có cái một đặc biệt. Chỉ có trường Excel biệt mới có mà thôi. Do đó các em Việt Nam nào mà tới đây thì họ đã có sẵn những cái tổ chức rất là kỹ lưỡng và gọn ghẽ. Em đến, người ta cho em lấy cái test, xong tùy theo cái test của em đó, người ta sẽ phân chia em vào những lớp học ngôn ngữ 2 và về Anh văn. Ở đó có những thầy cô cấp 1, cấp 2, có nhiều em không biết gì cả, đến chỉ biết hello, how are you cũng không biết nói nữa. Thì người ta xếp vào những lớp thấp, từ 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 người ta sẽ dạy dỗ các em. Và sau đó các em những lớp cao hơn thì các em vào học những cái chương trình chung với người bản xứ. Thường thường chỉ 1-2 năm đầu thôi, khi em đủ khả năng
tiếng Anh mà em vào trong những chương trình học chung với người bản xứ, kể cả các môn học cao cấp và khó khăn hơn. Cái đó thì đó là cái đường mà của cái chương trình của trường giúp đỡ. Bây giờ muốn hỏi thực tế này là cháu Thảo thì hồi đó bắt đầu vào đó học thì như thế nào? Cháu có kinh nghiệm và cháu thấy cái đường đi của cháu như thế nào? Dạ thì hồi đó lúc mà con mới bắt đầu vào trường á, thì lúc đó tiếng Anh còn dở lắm tại mới ở Việt Nam qua. Con mới Việt Nam qua là lúc đó Việt Nam con đã học tới lớp mấy rồi? Dạ lúc đó ở Việt Nam là con học tới lớp 9 rồi. Lớp 9 rồi, qua dạ. Đây thì con ghi danh trở lại lớp 9. Dạ qua đây ghi danh trở học lại lớp 9. Thì khi mà mới vô trường thì cũng cho làm một cái bài thi. Thì theo xếp loại thì sau đó con vô thì học cái lớp ESL 1. Thì vô lớp đó thì thầy cô dạy tiếng Anh. Rồi có những cái môn học như những môn khoa học á, thì cũng là do thầy người Việt dạy. Nhưng mà học về những cái tiếng Anh thì có những cái từ vựng nào mình không hiểu thì thầy sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Sau đó thì 2 năm đầu đến năm thứ 2 khi mà thầy cô thấy mình tiếng Anh bắt đầu vững vững thì mới chuyển mình qua cái lớp cho người bản xứ. Thì mình học với lại những người nói tiếng Anh, họ sanh đẻ ở đây. Rồi từ đó đến năm lớp 12 thì con được vô học cái lớp tiếng Anh cao nhất cho đại học. Như vậy, bây giờ chú hỏi thêm một chút, cái này hơi dư chút là hội Việt Nam con có học Anh, có được học Anh văn không? Có được học Anh ngữ không? Có được học tiếng Anh không? Dạ thường thì ở Việt Nam chỉ học ở trong trường thì đó là cũng như là mình học văn, toán thì tiếng Anh là một cái môn học. Nhưng mà không có dạy nhiều về cách nói, đa phần thì họ chỉ dạy về ngữ pháp nhiều. Đó là như vậy. Nhưng mà qua bên đây thì nhờ, hồi đó qua đây làm sao con biết là ở trường Excel mà con tới đó? Dạ, con hồi đó khi mà ghi danh thì đến đến đó thì bạn mẹ con cũng có giới thiệu, nói là trường Excel á, trong đó có nhiều người Việt và thầy cô giáo cũng rất là tận tình. Cho nên khi đó thì mẹ mới đăng ký cho vô học trường Excel. Đăng ký vô học. Thì hồi đó thì con học, con ở thì có gần gần trường không? Dễ gọi là có xe đưa đón hay là có phương tiện giao thông để mà đi đến dễ dàng không? Dạ lúc đó thì con ở gần trường, con ở ngay khúc ngay ở dưới Dorchester. Thì đi subway tới trường có xe school bus đưa đón. Bây giờ trở lại thầy Bằng thì thấy rằng là đây là một cái, như đã nói rằng đây là cái trường mà giúp cho các em học sinh Việt Nam duy nhất ở trong thành phố Boston này. Yeah. Thì đó là cái mục đích của trường như vậy. Thì bây giờ thì thầy có thể giới thiệu thêm hay nói thêm những cái gì giúp đỡ mà của trường cho học sinh người Việt mà cha mẹ cần chú ý hay là cần quan tâm hay là muốn cho con cái tiến bộ nhanh ở trên bước đường học vấn thì sự giúp đỡ đó như thế nào? Thì thưa anh, thì cha mẹ nào cũng vậy, khi gửi con đến trường thì cái điều mà cha mẹ mong mỏi là con mình làm sao học cho nó giỏi và học xong. Dĩ nhiên người cha mẹ nào cũng mong con mình học giỏi, tới đây học giỏi như người bản xứ đã là mừng rồi. Mà ai cũng mong muốn học giỏi hơn người bản xứ thì càng tốt hơn nữa. Thì trường Excel họ có một cái chuyện đó là do từ lâu năm rồi, cũng có lẽ là mười mấy hai chục năm rồi, họ có một Boston, thành phố Boston họ chỉ thị trường Excel, tại vì gần với cộng đồng Việt Nam, họ chỉ thị trường Excel dùng để riêng cho học sinh Việt Nam. Do đó họ mướn những người thầy cô chuyên về dạy ESL. Những người đó là những người dạy cho những người ngoại quốc rất là nhiều, họ nhiều kinh nghiệm lắm. Họ dạy, và những người thầy cô mà dạy những môn học đó như là toán, lý, hóa, môn khoa học thì người ta phải làm thế nào người ta dạy cho các em vừa lãnh hội kiến thức khoa học và vừa lãnh hội tiếng Anh, cái đó khó vô cùng. Thì thành thử ra cái sự hỗ trợ đó có thêm về áp sau khi tan trường nữa. Thầy cô ở lại giúp các em thêm, tức là thầy phải làm thêm, học trò cũng phải làm thêm giờ, thì cả hai cùng làm thêm, tại vì chúng mình nên là mình bị thiệt thòi về ngôn ngữ, cả thầy lẫn trò đều phải cố gắng nhiều, bỏ nhiều thời gian giờ ra để bắt kịp cái dòng văn hóa chính của người Mỹ. Tức là mình đặt thêm
thêm, nặng thêm cái chương trình mà after school để giúp đỡ cho các học sinh đó. Dạ. Còn cái vấn đề mà liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh, với cha mẹ để theo dõi, để kìm cặp, để gọi là có thông tin hai bên biết được, thì cái đó thì ở trường tổ chức hay là định như thế nào? Trước đây đó, trước đây trường có những cái tổ chức gọi là hội phụ huynh học sinh Việt Nam, những cái hội phụ huynh do một số phụ huynh họ tổ chức và họ làm liên lạc viên giữa nhà trường với cha mẹ với cộng đồng. Còn ngoài ra sau những năm gần đây thì không có hội phụ huynh học sinh Việt Nam nữa, thì nhà trường có nhờ một số thầy cô ở trong trường người Việt Nam như tôi hay một số người khác có liên lạc với cha mẹ. Cũng giống như ngày hôm nay thì được đến đây là cũng nhờ liên lạc được với Việt ấy, nhờ liên lạc được với VATV. Thì có sự liên hệ đó chúng ta mới có sự quảng bá với các gia đình của phụ huynh Việt Nam. Tức là cha mẹ con cái ban đầu, đầu tiên hết thì cha mẹ được giới thiệu đến đem con đến trường. Rồi thì cha mẹ cũng muốn biết là con mình gọi là học đến đâu, theo kịp hay không hay gì đó. Thì cái phần mà gọi là không phải giống như là mình cứ gửi con tới trường rồi thì đúng. Gọi là để mặc cho trường làm hay phú cho trường muốn dạy sao dạy làm gì, nhưng mà có sự liên lạc. Dạ có. Có thì, sự liên lạc. Dạ, một năm ít nhất là cũng phải 3 lần. Tức là 2 lần gọi là open house, mời cha mẹ đến để mà tìm hiểu cái sự học của con. Nhưng mà cha mẹ Việt Nam thì nhiều khi cũng khó khăn là mới đến, thành thử ra nhiều khi không biết đường lái xe, hoặc là phần đông là phải vì vấn đề kinh tế đi làm ban đêm, thành thử ra cũng đến mà không đến hết. Chẳng hạn như có 10 em học sinh thì đến khoảng độ 5 cha mẹ, thì những người còn lại không biết lái xe, không ấy được, thì chúng tôi phải gọi điện thoại về nhà để trình bày những vấn đề đó. Xong rồi cuối năm có một phiên họp đặc biệt là các thầy giáo họp nhau lại để lượng giá em đó tiến bộ về tiếng Anh như thế nào, tiến bộ về khoa học như thế nào, rồi mời cha mẹ đến trình bày cho họ biết và đồng thời xin họ ý kiến như thế nào, và nhà trường trình bày cái ý kiến của họ nên con em họ nên đi vào cái chương trình nào sang năm, thì hai bên đồng ý rồi ký giấy để cho em lên tiếp. Cái chỗ này thì cũng phải nên nhắc trở lại là cha mẹ thì thường thường muốn biết cái sự tiến bộ của con cái thì liên lạc với nhà trường. Nhưng ở đây đó, những cái bậc mà phụ huynh của con em này thì thường thường là mới đến, văn hóa hay là cái đời sống quen biết thì còn bơ ngỡ. Bên cạnh đó thì tiếng Anh thì cũng có trở ngại. Nhưng mà được cái là đến gặp thầy cô nói giải thích bằng tiếng Việt, thì cái đó là cái rất là ưu điểm, và biết được sự tiến bộ của con cái mình bằng ngôn ngữ của mình thì nghĩ là cha mẹ rất là thích và không có quản ngại để mà đến. Nhưng mà dĩ nhiên là vì mới đến cho nên là cái vấn đề kinh tế phải cái vấn đề làm. Sinh sống là phải rất nhiều. Bây giờ hỏi Thảo, trở qua Thảo là Thảo vì là học sinh ở đó cho nên có nhiều kinh nghiệm, thì là Thảo hồi đó học thì thấy thế nào, hồi mới vào học thì nó như vậy, nghĩa là cho tới cuối cùng thì đã thành công như vậy, nhưng mà cái trong lúc cái những cái bước học đó, hồi bây giờ tôi nhớ đó là hồi đầu coi. Dạ con thưa chú, thì hồi đó lúc mà mới vô học thì ngày đầu tiên thì sợ lắm, tại tiếng Anh thì mình không biết mà vô đây thì nhiều người nước ngoài quá. Nhưng mà sau khi mà vô trường được mấy ngày thì có nhiều bạn Việt cũng tới, mình làm quen với bạn, rồi các thầy cũng giúp đỡ tận tình, thầy dạy từng bước, rồi từ từ với những tháng đầu rồi bắt đầu mình quen với bạn nhiều hơn, rồi quen với lại cái cách học, rồi từ tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh, rồi từ đó mình cảm thấy mình tự tin nhiều hơn, có những cái động lực hơn để cố gắng vươn lên thêm nữa. Bây giờ đó thì trong 4 năm thì bây giờ chú muốn cho biết để cho những cái em ở nhà hay những bậc phụ huynh ở nhà để biết cái sự tiến bộ như thế nào. Thì thường thường năm thứ nhất qua cũng như được dắt đi nhiều đi, năm thứ nhất thì chắc là còn học Anh văn ha. Còn học thêm năm thứ hai. Tới dừng lúc nào qua tới năm cuối cùng thì buông tay chưa? Nghĩa là chú nghĩ là buông tay có nghĩa là vào hoàn toàn một cái lớp học trung học.
của chính dòng của nghĩa là trường trung học của Mỹ này. Dạ. Thì đến lúc nào thì con đi một mình? Dạ, con tập đi. Yeah. Sau đó đến đi một mình thì năm thứ ba. Năm thứ ba là bắt đầu con được qua lớp người bản xứ học. Rồi đến lúc đó thì các thầy cũng không có, nhiều khi cũng không còn dạy mình nữa. Nhưng mà có những cái câu hỏi gì mình sợ hay là mình có gì đó thì mình có thể dòng lại để mình hỏi thầy. Rồi đến năm thứ tư là bắt đầu là mình tự đi theo cái kinh nghiệm của mình. À, theo kinh nghiệm của cháu Thảo như vậy thì sau 4 năm được đã là thủ khoa của trường. Hồi mới vào 4 năm thì còn nói chút biết chút thôi ha. 4 năm thì ra thủ khoa và được học bổng trường Neuson. Rồi sau đó thì đã tốt nghiệp và bây giờ đã thành công rồi. Thì bây giờ đó cháu có cái gì để cháu khuyên hay cháu nhắc nhở với bậc cha mẹ hay là mấy em mà gọi là đàn em, gọi là thế hệ sau của cháu? À, dạ thì con cũng nhân dịp cái chương trình này á, thì con muốn muốn gửi đến các vị phụ huynh là các em ở nhà thì mong là các em là lúc đầu mới vô thì ai cũng vậy, cũng bỡ ngỡ, cũng sợ sệt. Nhưng mà mình cứ tự tin lên, vì vào trường ngạc sau rồi thì sẽ có các thầy cô, có những cái nguồn động lực, những cái sự giúp đỡ lúc nào cũng có sẵn sàng ở đó cho mình. À, mình phải vấp ngã thì mới thành công được. Cho nên các phụ huynh ở nhà thì đừng có sợ, cứ gửi em tới trường ngạc sau rồi các thầy cô sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Cảm ơn cháu Thảo rất nhiều. Bây giờ chắc chắn là quý vị phụ huynh ở nhà cũng như đồng hương người Việt là muốn nghe thầy Bằng, nghĩa là có lời gửi gắm hay nhắc nhở hay mời gọi như thế nào cho dạ, thưa đồng hương mình tham gia cái trường trung học này dạ, đưa con em tới. Cảm ơn anh Nghĩa. Thì thay mặt cho chương trình SCI dạy cho học sinh Việt Nam ở trường Excel, chúng tôi xin nhắn nhủ với quý vị phụ huynh rằng quý vị cứ gửi các con em quý vị đến trường chúng tôi thì chúng tôi sẽ tùy theo khả năng Anh ngữ của con em quý vị, tùy theo khả năng học vấn của con em quý vị, chúng tôi sẽ có những cái con đường thích hợp riêng cho từng em để mà các em có thể phát triển hết tất cả các khả năng của mình, để sau cùng là em sẽ gặp được cái điểm cao nhất là học chung với người bản xứ, học những lớp cao cấp. Đó là mục đích của chúng tôi. Và cái điều chúng tôi mong muốn và chắc là quý vị cũng mong muốn là các em sẽ chắc chắn sẽ được vào đại học. Tại vì cái tỷ số người Việt Nam học sinh tốt nghiệp ở đó vào đại học là phải trên 90%. Nó con số rất là lớn so với người bản xứ lớn lắm. Các sắc dân khác là Việt Nam mình nghĩa là hình như là trong vài năm liền là người Việt, nghĩa là học sinh người Việt đều gọi là đổ thủ khoa. Vâng, dạ, đó là một điểm son cho chương trình của chúng tôi. Là trong, tôi chỉ nhớ từ năm 2008 em Thảo trở lại đến năm 7 năm thì lại có 5 năm các em Việt Nam đã đậu thủ khoa, các em đó từ chương trình này mà ra. Đó là một sự điểm son cho người Việt Nam rất là hiếu học, đến thì không biết gì cả mà chăm lắm, siêng lắm, sau cùng lại đã thành công. Và 90% các em đã vào được đại học. Rất là cảm ơn những cái tin tức rất phấn khởi từ thầy Bằng. Nhưng mà bây giờ đó, nếu như cha mẹ mà muốn tìm hiểu, muốn gửi con cái tới thì bây giờ liên lạc làm sao? Dạ. Trường ở đâu hả? Dạ, trường nằm ở tọa lạc tại 95 G Street, South Boston. Mình đi đi xe subway thì tới thì dễ tới không? Dạ, dễ lắm, đi xuống trạm Broadway hay trạm Andrew. Thì đi theo con đường Broadway thì gặp đường G Street nó off thì đi bộ là tới. Và số điện thoại là 617-635-9870. Và quý vị muốn email cho tôi bằng tiếng Việt cũng được, là b là bằng do là đỗ bostonpublicschool.org. Đó là địa chỉ liên lạc. Và trường tọa lạc ở trên đỉnh đồi của South Boston và hiệu trưởng là bà Sibley. Cảm ơn thầy Bằng, thầy Đỗ Quốc Bằng cũng như cháu Thảo, cháu Nguyễn Thu Thảo đã đến chương trình VATV hôm nay, chuyển những tin tức của trường trung học Excel đến quý đồng hương người Việt trong thành phố Boston. Thưa quý vị, tôi sẽ xin nhắc trở lại, nhắc đây là một cái trường duy nhất mà giúp đỡ học sinh người Việt ở trong thành phố Boston
và những học sinh người Việt mới di dân đến, mời quý vị tìm hiểu. Kính mời quý vị vẫn giữ làn sóng và chúng sẽ mời trở lại theo dõi chương trình phần 2 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị.